Rồi, xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm về nội dung mình sổ run cho con chim bồ câu như thế nào. Và ở trên tay mình đây là một bịch thuốc sổ run anh em nhé. Thuốc sổ run thì anh em lưu ý một cái là anh em mua thuốc thì anh em phải lựa cái hãng cho nó uy tín một chút xíu. Anh em đừng có mua những cái dòng lạ lạ, nhiều khi mình sổ nó không hiệu quả đâu nhé. Thì mình sổ run như thế nào? Thì thứ nhất, có nhiều người thì họ pha vào nước uống, pha vào cái nguồn nước uống đấy nha, nước uống đây này, họ pha vào cái hệ thống nước uống á. Thì tuy nhiên ở trại của mình thì mình lựa chọn bằng cách, có nghĩa là mình sẽ trộn cái bịch thuốc sổ run này vô lẫn trong cám này. Và anh em lưu ý một cái nhé, em lưu ý một cái là khi mà anh em trộn vào đây này thì anh em trộn cho nó thêm một ít nước, anh em cho nó thêm một ít nước vào trong này này để nó dính vừa thuốc vừa cám á, thì con chim bồ câu nó ăn vào thì nó sẽ có thuốc ở trong cái cám đó, thì nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn là anh em bỏ vào nguồn nước. Tại vì khi mà anh em bỏ vào nguồn nước á thì con chim bồ câu á, cái tỷ lệ mà nó thuốc của nó có trong nó không cao. Khi mà anh em bỏ cho nó ăn luôn trong cám nhà như này, tại vì mỗi lần mình cho nó ăn nó sẽ ăn hết cái lượng cám đó, ăn hết lượng cám đó, thì có nghĩa là cái lượng thuốc thì nó sẽ được hấp thụ ở trong cái người của con chim luôn nha. Cho anh em xem luôn này, thì ở trại mình thì cứ định kỳ là 6 tháng mình sẽ sổ run một lần nhé anh em. Anh em lưu ý kỹ là cái thời gian mà mình sổ run cho chim khi nào. Sổ nhiều không tốt đâu anh em, sổ nhiều không tốt nhé. Tại vì anh em cũng hiểu rằng cái thuốc sổ run đó vô trong người nó là một cái chất độc mà. Nó là một cái chất độc và nó tiêu diệt con cái run sán ở trong người con chim bồ câu. Như vậy nên 6 tháng mình sổ một lần nhé anh em, mình sổ run một lần. Còn có nhiều anh em làm những cách khác nhau. Người thì có thể là hôm nay sổ, rồi 3 ngày sau sổ thêm một lần nữa, để những con nào nó ngắt ngoải ấy, thì sau lần thứ hai nó chết luôn, nó chết luôn. Ở trại mình thì cũng áp dụng theo cái kiểu đó, chứ không phải là không đâu nha. Nói chung là chim bồ câu 6 tháng mình sẽ sổ run một lần. Và đây anh em cũng có thể thấy này, mình sổ run định kỳ như thế này đây, nghĩa là chim bồ câu nó ăn ăn trong những cái máng này anh em này, nó sẽ ăn cả thuốc lẫn cả cám luôn, nên nó thấm vào người là đạt tỷ lệ rất cao. Chứ mình không nên nó pha nó vào hệ thống nước này anh em nhé. Nước này là nó uống dai dẳng luôn á, dai dẳng luôn, chứ nó không phải như là mình pha vào cám này. Cám thì mình sổ hôm nay ăn hết ngày hôm nay, nghĩa là không ngày sau luôn chết, thì rất là hiệu quả. Mình thì mình luôn tìm những cái cách làm sao cho hiệu quả để anh em làm theo nó đạt hiệu quả cao. Thì đây anh em thấy thì một câu ăn rất là hăng, rất là hăng anh em. Mỗi lần mình cho ăn thì từng ngày thôi anh em nhé, cho cám ăn tầm khoảng một bốc thôi, một bốc thôi. Chứ ở trại mình là không cho ăn nhiều, nếu mà anh em cho ăn nhiều quá thì nó sẽ hay bị trướng bồ diều anh em. Cho chim bồ câu ăn nhiều quá cũng không tốt đâu anh em, mình cho ăn một cái lượng vừa phải, thứ nhất để hạn chế cái việc mà cám bắt vương vãi ra nền nhà và nó hao hụt đi lượng cám. Mình cho ăn bao nhiêu lần nào là hết bấy nhiêu nha. Những cặp nào mà đang nuôi con ấy, như là anh em thấy này, những cặp đang nuôi con này, đang nuôi con thì mình cho nó ăn nhiều hơn một chút xíu. Đây, đang nuôi con, mình sẽ cho nó ăn nhiều hơn một chút xíu để nó nuôi con. Còn chim bố mẹ ấy, thì 6 tháng mình sổ một lần. Còn con chim bồ câu khi mà mình tách bố mẹ ra thì
khoảng thời gian bao nhiêu lâu mình lên sổ? Thì nhiều anh em chưa biết đâu. 3 tháng mình mới bắt đầu sổ cho con chim bồ câu khi mà tách bố mẹ ra anh em nhé. Tháng thứ 3 là mình mới sổ luôn cho nó. Nếu mà anh em sổ trước là không tốt đâu nhỉ. Anh em nào mà sổ trước là không tốt nhá. Đảm bảo với anh em luôn, đã mình đi một vòng là lũ cám này là chim bồ câu đã ăn hết rồi. Cặp chim bồ câu này đang nuôi con ở bên dưới mà đẻ hai quả trứng bên trên anh em, đang đẻ hai quả trứng bên trên luôn và đang ấp luôn đó. Anh em có thấy là cái dòng chim bồ câu Titan thái siêu thịt này nó hiệu quả không? Mình hay nói đây là dòng chim bồ câu hiệu quả nhất hiện nay, và nhiều anh em với cái việc nuôi chim bồ câu này mà là đổi đời đấy anh em. Đây là một cái hướng phát triển kinh tế rất là hay. Chim bồ câu thì từ lúc mà khi đẻ ra đến lúc mà mình có thể bán chim bồ câu ra đàn thì 25 đến 30 ngày. Đối với chim bồ câu Titan thái siêu thịt thì 25 đến 30 ngày mình có thể bán được rồi. Trên 5 lạng hết anh em. Cực kỳ chất lượng luôn. Còn anh em mà nuôi chim bồ câu ta thì thua. Anh em nào mà xác định nuôi chim bồ câu để làm giàu mà nuôi chim bồ câu ta là thua anh em. Còn đất bé mà thịt của nó hôi nữa, và những cái nhà hàng quán ăn họ không thích tại vì chim bồ câu quá hôi. Còn chim bồ câu thái này là thịt của nó cực kỳ thơm và là siêu thịt, dòng siêu thịt nên là được người ta ưa chuộng rất là nhiều. Và anh em mà nuôi anh em có thể thịt anh em ăn thử đó, xem mình nói đúng hay không. Anh em cứ ăn thử, anh em thưởng thức chính cái mà sản phẩm mà anh em tạo ra, anh em đánh giá nó như thế nào. Có thể là anh em thịt một con chim bồ câu ta ăn cùng với con chim bồ câu Titan thái siêu thịt, anh em xem chất lượng thịt của nó như thế nào, rất là tuyệt vời. Đây là hệ thống nước tự động luôn, mình cũng vệ sinh thường xuyên cho nó sạch anh em nhé. Cái hệ thống nước tự động này là cũng cực kỳ quan trọng đấy, mình phải về vệ sinh cho nó sạch đây. Nếu mà mình để nó dơ quá ấy, thì nó sẽ bị khuẩn E. coli á. Khuẩn E. coli là một trong những cái tác nhân mà gây ra cái bệnh đó là phân xanh, phân xanh ở chảy á. Tác nhân gây ra cái bệnh đó nhé. Đây cho anh em đi tưởng đàn vào luôn. Đây chim bồ câu ra đàn này. Rất khổng lồ. Mới có mười mấy ngày thôi mà anh em xem chưa? Mười mấy ngày thôi anh em. Rất là to này. Đa số tất cả những cái cặp chim bồ câu bố mẹ đang nuôi con ở bên dưới, ở bên trên là đã đẻ trứng lại rồi, đẻ trứng lại rồi. Nên nuôi chim bồ câu nó lời là cái kích cho con chim bồ câu nó đẻ anh em. Chỉ cần mình kích con chim bồ câu nó đẻ là rất là ok. Còn cái việc kích như thế nào á thì cái đó nó thuộc về cái khả năng của từng người. Mình thì mình sẵn sàng mình chia sẻ cái bí quyết cho mọi người thôi, nhưng mà đối với anh em nuôi chim bồ câu thì anh em tìm tòi thêm những cái cách làm sao để kích cho chim bồ câu nó đẻ vượt kế hoạch của nó, để một tháng đẻ 3 lứa đi thì mình sẽ có thêm rất là nhiều lợi nhuận. Một lần đẻ 2 trứng tháng mình có 4 con chim bồ câu ra là 25 đến 3 ngày mình bán, thì mình sẽ lấy lại được cái nguồn vốn mình bỏ ra ban đầu rất là nhanh thôi nhé. Thì quay trở lại cái việc mà nuôi chim bồ câu mà mình sổ run á, thì cái đó cực kỳ quan trọng. Khi mà anh em mà cảm thấy con chim bồ câu này nó run á, nó run đấy nhé, đứng mà run run này thì là con chim bồ câu đang bị run sáng á, nó đang bị run sáng á. Có thể đối với những cặp đó là mình sổ riêng cho nó, mình sổ run riêng cho nó, mình pha thuốc. Đối với mỗi cái bịch như vậy á thì anh em sổ cho được 100 cặp chim bồ câu nhá. 100 cặp anh em nhá. Mình pha lẫn với cám và bắp khi mà mình cho nó ăn á. Thì mình sẽ trộn lẫn trong đó, mình đổ thêm ít nước để cho thuốc ngấm vào trong cái thức ăn á. Thì mình sẽ cho con chim bồ câu ăn.
Đây, mình quay đi quay lại anh em thấy không? Những cái máng ăn này. Như đã ăn gần hết anh em. Những cặp này đã ăn hết luôn đấy. Đây, những cặp chim câu siêu to đây anh em. Siêu to. Cặp này đang đẻ đang ấp luôn. Cặp này cũng siêu to anh em. Siêu to khổng lồ luôn. Em thấy con chim bồ câu mới nở này dễ thương không? Rồi, hy vọng rằng những thông tin vừa rồi thì sẽ giúp cho anh em có thêm những cái kinh nghiệm nuôi chim bồ câu sao hiệu quả. Và video của mình đến nay thì cũng xin tạm dừng ở đây nhé. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả anh em.